Chiều ngày 17 tháng 8, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận thêm 17 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 544 người. Trong số 17 trường hợp dương tính mới này thì ở thành phố Buôn Ma Thuột có 7 ca, huyện Cờ Rông Bông 4 ca, huyện Cờ Rông Búc và huyện Cư Mờ Nga mỗi nơi ghi nhận 2 ca, huyện Cờ Rông Bắc và thị xã Buôn Hồ mỗi nơi 1 ca. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư này, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận có 544 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở 15 trên 15 huyện, thị xã và thành phố. Trong đó có 99 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, được xuất viện. Có 2 trường hợp ở huyện Chư Quynh và thành phố Buôn Ma Thuột đã tử vong. Trong số 17 trường hợp dương tính mới ghi nhận thì có 9 ca ở thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cờ Rông Búc lây nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Hiện ngành y tế và công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tổ chức cách ly, phong tỏa và điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với các bệnh nhân, hướng dẫn trung tâm y tế các huyện, thị xã và thành phố phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực vừa mới ghi nhận ca bệnh sinh sống. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết để góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho toàn dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường.